Hướng dẫn sử dụng máy massage cổ Homia Onex hàng Nhật nội địa, với thiết kế thường rất nhỏ gọn, cầm tay dễ dàng máy massage cổ Homia Onex là sự lựa chọn của rất nhiều người. Nó là một dụng cụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời và thiết bị này phù hợp với tất cả mọi đối tượng với bất kỳ lứa tuổi, giới tính nào, dù già hay trẻ. Vậy bạn đã biết sử dụng chiếc máy massage cổ này chưa? Nếu chưa hãy xem hướng dẫn sử dụng máy massage cổ Homia Onex qua bài viết dưới đây nhé đau mỏi cổ vai gáy là triệu chứng không hiếm gặp ở nhiều người hiện nay đặc biệt là người làm văn phòng người ngồi lâu ít hoạt động và những người bị thoát vị đĩa đệm thoái hóa cuộc sống do ảnh hưởng của tuổi tác do đó việc sử dụng máy mát xa cổ hàng ngày giúp bạn xua tan đi mệt mỏi tác động sâu và làm dịu nhanh cơn đau ê ẩm lý do máy mát xa cổ được nhiều người sử dụng hỗ trợ giảm đau nhức cổ vai gáy đối với dân văn phòng hoặc công nhân làm việc nặng thì cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi đau nhức hết sức bình thường vì thế việc sử dụng các dòng máy massage cổ vai gáy sẽ giúp giảm đau nhanh, giải tỏa áp lực cho các bộ phận này sau một ngày dài làm việc giúp vai cổ gáy hoạt động linh hoạt hơn nếu bạn để vai cổ gáy bị đau nhức thường xuyên. Chúng sẽ mất linh hoạt dần đi. Vậy nên khi sử dụng máy massage bạn sẽ được các độ dung tác động trực tiếp vào cơ, huyệt trên vùng đó nhờ thế giúp cổ vai gáy cử động linh hoạt và ổn định hơn tăng cường tuần hoàn máu các chế độ dung massage của thiết bị massage sẽ giúp tăng cường lưu thông máu dưới da nhờ thế giúp máu lưu thông ổn định và điều hòa hơn thư giãn cơ bắp hiệu quả Sử dụng máy massage giúp giảm đau nhức, giải phóng căng thẳng và nới lỏng cơ bắp tốt nhất, cải thiện giấc ngủ tốt hơn. Nếu bạn thường xuyên mất ngủ vì đau nhức cổ, vai gáy thì ngay sau lần sử dụng máy massage cổ lần đầu bạn sẽ thấy ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Máy massage gây cổ nội địa Nhật Homia ONNECK, thông tin sản phẩm, chất liệu, silicon, chương trình tự động trong 15 phút năm chế độ kích thích. 10 mức độ mạnh mà bạn có thể chọn, có thể sử dụng với 4 miếng đệm hoặc 2 miếng đệm có thể tháo rời, được trang bị hai loại chế độ giọng nói với chức năng bộ nhớ lựa chọn giọng nói, với chế độ im lặng, tên sản phẩm SOMIAONNECK, số sản phẩm SMION21W, -E nội dung gói, bộ phận chính x1, cáp USB để sạc x1, sách hướng dẫn x1, sản phẩm này là một dụng cụ hỗ trợ tập luyện cơ bắp nhà sản xuất Homia Onnex Lip Co. LTD, hướng dẫn sử dụng máy massage cổ Homia Onnex. Bước 1, nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 2 giây để bật nguồn. Bước 2, nhấn nhanh nút nguồn để cài đặt chế độ nhiệt. Bước 3, nhấn và giữ nút trong khoảng 2 giây để đặt chế độ em. Bước 4, nhấn nhanh nút để đặt mức cường độ em. Bước 5, tắt nguồn bằng cách nhấn và giữ nút nguồn lau sạch miếng sưởi sau khi sử dụng ai nên sử dụng máy massage cổ nhân viên văn phòng người thường xuyên phải ngồi lâu làm việc nhiều với máy tính người sử dụng điện thoại trong thời gian dài người lao động nặng thường xuyên cúi nhiều hoặc mang vác vật nặng gây đau mỏi thường xuyên người độ tuổi trung niên và người cao tuổi độ tuổi mà các đốt sống cổ đã lão hóa thoát vị đĩa đệm làm chèn ép dây thần kinh gây đau đớn, nhức mỏi, người sau phẫu thuật hoặc gặp các chấn thương ở cổ phải được sự cho phép của bác sĩ điều trị, shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ, order máy massage cổ Homia ONNEC cây giá tốt, chính hãng, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Với mong muốn có thể làm hài lòng ngay cả những khách hàng khách hàng khó tính nhất, shop Nhật Việt đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì những gì mà dịch vụ của shop mang lại